đổi mới sáng tạo 5G ở Anh, Huawei mô tả cơ sở mới của mình như là một cơ sở của người dùng, để chia sẻ kiến thức và kỹ năng và có ý định thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà đổi mới và doanh nghiệp trong 5G. Khách truy cập có thể trải nghiệm các ứng dụng 5G, chẳng hạn như thực tế ảo, VR, và thực tế tăng cường, AR, cũng như thử nghiệm các cải tiến hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Huawei đã phải đối mặt với một loạt các cáo buộc do Hoa Kỳ đưa ra về việc Huawei có thể gây ra mối đe dọa về an ninh quốc gia. Vương quốc Anh và Hoa Kỳ là những nhà đầu tư lớn nhất của nhau và mối quan hệ đặc biệt được thiết lập đã trở nên gần gũi hơn sau Brexit. Cả hai quốc gia cũng là thành viên của nhóm chia sẻ thông tin Five Eyes cùng với Canada, Úc và New Zealand. Mặc dù Mỹ đang gia tăng áp lực đối với tất cả các đồng minh trong việc cấm thiết bị của Huawei, nhưng họ đặc biệt quan tâm đến những nước có mối quan hệ an ninh sâu sắc với mình. Các quan chức Mỹ thậm chí còn đe dọa sẽ cắt đứt hoặc giảm đáng kể việc chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh tiếp tục sử dụng thiết bị viễn thông của Trung Quốc. Chính phủ Anh cho biết, họ sẽ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng của mình nhưng họ đánh giá cao tài liệu cung cấp từ các đồng minh, các dấu hiệu hiện tại cho thấy thiết bị của Huawei sẽ được phép sử dụng trong các phần không cốt lõi của mạng 5G.